Đó hẳn là những gì tôi thấy, là bộ phim kinh dị nhất Hồng Kông, được cải biên từ Lý Bí Hoa, tuyển tập truyện ma cổ điển đêm kỳ ảo. Toàn bộ phim do Black Umbrella đạo diễn, bao gồm ba câu chuyện kinh dị, nên toàn bộ phim tràn đầy kịch tính, rất khuyến khích xem với bạn bè của bạn. Cô ấy không những không sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh dùng túi nylon, bỏ xác vào hút chân không lại, sau đó bỏ vào trong tủ quần áo, người phụ nữ được gọi là Vân Tỷ. Cô ấy phải đối mặt với đồng nghiệp của mình mỗi ngày rồi gửi cho chồng một tin bảo anh ấy sớm về nhà. Từ khi chồng chết, Vân Tỷ đều không có giấc ngủ nào được ngon, bác sĩ thấy tinh thần cô ấy gần đây không được tốt. Nói cô ấy thay một cái gối khác, đến cửa tiệm bán gối, Vân Tỷ cẩn thận lựa chọn gối thuốc, nhưng trước khi chân vừa bước ra ngoài, tiệm gối phía sau biến thành bức tường, và cô ấy mảy may không để ý. Sau khi quay về nhà, Vân Tỷ ôm chiếc gối vừa mua nằm trên ghế, thật không ngờ rất nhanh cô đi vào giấc mơ. Vậy là trong những ngày tới, Vân tỷ đều ôm chiếc gối đó đi ngủ, và mỗi lần như vậy hình ảnh của chồng cũng đều xuất hiện. Ngày qua ngày, tinh thần của Vân tỷ cũng ngày càng tốt, nhưng chồng cô ấy mất tích quá lâu, đồng nghiệp mời cảnh sát đến nhà cô ấy để điều tra. Để che đậy mùi hôi thối của xác chết, Vân tỷ mở điều hòa ở mức thấp nhất. Sau khi cảnh sát hỏi những câu hỏi đơn giản, thì khuyên Vân tỷ đừng quá lo lắng, khi đi cô ấy nhờ bật điều hòa lên một chút, đừng để mình bị ốm, nhưng họ hoàn toàn không chú ý đến. Lúc này chiếc gối nằm trên ghế sofa đang thở, sau khi cảnh sát rời đi, vân tỷ vội vã ôm chiếc gối ngủ thiếp đi như mong đợi hình ảnh người chồng lại xuất hiện từ khi vân tỷ hoàn toàn chìm trong giấc mộng thậm chí bỏ giờ cả công việc mà việc làm của cô ấy mỗi ngày chính là ôm chiếc gối đi ngủ sau một thời gian tinh thần của cô ấy bắt đầu trở nên ngày càng bất thường đồng thời tóc trên đầu cũng bắt đầu rụng quần mắt đen như gấu trúc nhưng ngay cả như vậy vân tỷ vẫn chưa nhận ra mức nghiêm trọng của vấn đề vẫn tiếp tục ôm gối đó đi ngủ vân tỷ sau khi xong việc thì nằm ôm ấp trong vòng tay chồng nhưng sự ngạc nhiên tiếp theo xuất hiện cảnh khiến ra đầu tê dại, đừng làm gì cô ấy. Qua đêm nay tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp cậu. Sáng hôm sau, bạn của Vân Tỷ đột nhiên nhận được, đoạn tin từ người chồng đã chết, đối phương bảo họ nhanh lên, đến nhà của Vân Tỷ kiểm tra tình hình. Nhưng khi mọi người vừa đẩy cửa đi vào trong, Vân Tỷ đã tái nhợt và sắp chết, chỉ nhìn thấy cô ấy ôm khư khư chiếc gối trong tay. Còn có một nụ cười quái dị trên khóe miệng, trên đời này có ma không? Bạn nhìn thấy chưa? Tôi cho rằng nếu tôi chết thì sẽ thành một con ma. Sẽ không? Ma là vô hình, ở khắp mọi nơi, người đàn ông có thân hình thấp bé này gọi là lão cao. Đừng nhìn vào vẻ ngoài của anh ấy, nhưng thực ra ông ta là một lão yêu tu hành trăm năm. Để có thể trở thành tiên, lão cao cần phải làm đủ việc thiện, với mỗi vạch tốt được làm xong, ông ấy sẽ khắc một gạch trên chiếc ô mà ông ấy hay mang theo. Chỉ cần chiếc ô được khắc đầy đủ thì việc tu tiên sẽ thành. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch, cũng là ngày người và ma trái đường khi lão cao đứng đợi đèn giao thông một bà lão kỳ lạ đột nhiên xuất hiện phía sau quái đản à tên thối này dùng chiếc ô để dụ dỗ tôi à tôi nghĩ là bà thấy ma rồi chiếc xe buýt đó suýt tông chúng bà đó ông là đàn ông lo chuyện bao đồng làm gì lão cao giống như đứa trẻ buồn bực đứng tại chỗ thật không ngờ làm việc tốt cũng bị lợi dụng anh ấy lấy ra chiếc ô mà anh ấy mang theo bên mình âm thầm khắc một dấu ấn trên đó sau khi lên một chiếc xe buýt liên tục tìm cơ hội để làm việc tốt thật không ngờ vừa xuống xe nhìn thấy một người cầm trên tay con dao gọt hoa quả để đi cướp anh ấy cho rằng tài xế sẽ phải trả giá bằng mạng sống nhưng không ngờ đến bác tài kinh ngạc cầm ra một cái búa và một cái cờ lê lão cao thấy vệ nhân cơ hội đánh văng con dao trong tay người đàn ông ra sau đó để anh ta lập tức cuốn xéo như vậy lão cao lại vừa làm được một chuyện tốt nữa tâm trạng tốt anh ấy đến một con hẻm tối nhưng một giây sau há ra là hai người đàn ông đánh nhau người đàn ông tóc dài rõ ràng chiếm ưu thế thượng phong người đàn ông tóc ngắn đã bất lực bị đánh khi lão cao đến ra tay giúp đỡ anh em phải bao dung tha thứ chứ lão già chết dẫm ông không muốn sống nữa hả cảnh sát có người bị cướp lão quỷ đáng chết để tôi gặp lại tôi sẽ đăng xuất ông lão ca lần nữa lại khắc dấu ấn lên ô đen và vui vẻ nhắc nhở người đàn ông tóc ngắn sau này đừng đánh nhau nữa nhưng người đàn ông nghe xong không những không cảm kích ngược lại còn mang ông ấy quản nhiều chuyện hai nơi này không thể phân biệt được người và ma trở thành một người tốt thật khó may mắn việc tối nay đều hoàn thành xong hết rồi lão cao tiếp tục bước đi trên con đường trống vắng và không thể chờ đợi người có định mệnh cuối cùng xuất hiện nhưng ông ấy không biết là mình đã bị một cô gái nhìn chằm chằm đau quá đi ây ra xin lỗi cô nhiều thật xin lỗi tôi xin lỗi cô tôi không nhìn thấy cô thật ngại quá cô gái bị bong gân trên chân buộc lão cao phải đưa cô ấy về nhà đối phương cho thấy là có mục đích nhưng để làm việc tốt lão câu ơ vẫn giúp đỡ cô ấy bước chân trên đường về nhà khi nhìn thấy nhà cô ấy trên tầng lão cao nhìn thấy có điều gì đó không ổn đã có một đám cháy ở đây không ai trong số người thuê được cứu cả được vùi trong biển lừa nhưng cô gái lộ ra khuôn mặt ngơ ngác dường như đang che giấu điều gì đó hai người tiến vào trong phòng ánh sáng có chút bất thường đầy giấy mùi mập mờ lão cao liền hiểu ra tất cả vì vậy quay người muốn rời đi nhưng làm thế nào mà đối cô ta để ông ấy rời đi dễ dàng như vậy từ ngữ khiêu khích trong cả lời nói và hành động lão cao bắt đầu thuyết phục cô ấy thành một người tốt đi nhưng ái ngờ rằng cô ấy còn có một âm mưu khác ngay sau đó thì người đàn ông tóc dài lúc nãy gọi qua hóa ra chuyện này đều là sự cố tình của họ vì để tìm lão cao báo thù tôi rồi để tôi gặp lại ông thì ông sẽ chết tôi sẽ giết ông không biết qua bao lâu chủ nhà đưa đàn em tới đòi tiền nhà kết quả nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh hãi chỉ nhìn thấy trong phòng đầy chất lỏng màu đỏ thì ra lão cao đã giết chết hai người đó Tôi đã tu hành 129 năm rồi. Không thể nghĩ về lần cuối cùng. Chính là nhịn không nổi. Đây là bộ phim kinh dị Hồng Kông xuất sắc cuối cùng. Cải biên từ bộ truyện cuộc nói chuyện cổ quái của Lý Bí Hoa. Đêm kỳ ảo, đêm thứ ba trốn tìm cuối cùng cũng tới rồi. Câu chuyện bắt đầu, một nhóm người không sợ chết đang đến. Họ tới một trường tiểu học để chơi. Ở đây u ám kỳ lạ, có một mùi lạ ở khắp mọi nơi. Ngay khi Vân Tử đang chơi vui vẻ, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy. Điều này khiến Vân Tử sợ hãi bỏ chạy, ông già nói với họ phải rời khỏi đây trước khi trời tối. Tuy nhiên mọi người không quan tâm, không những không rời đi trước khi trời tối, còn không biết sống chết chơi trò săn ma. Về luật chơi rất đơn giản, chính là chuẩn bị 7 tờ giấy, một tờ thiên sư một tờ quỷ, còn lại toàn là người. Trò chơi tiến hành dựa theo số hiệp, mỗi hiệp 5 phút, trong khoảng thời gian này, người và ma đều phải nhanh chóng đi trốn. Nếu người bị thiên sư bắt đi, thì sẽ được nhận như em trai của mình sau đó các em từng người kề vài sát cánh theo chân của thiên sư đi bắt ma nếu trong thời gian quy định vẫn chưa bắt được ma thì con ma sẽ thắng trò chơi vân từ làm ma và nhanh chóng trốn trong thư viện mà tiểu béo đã bắt được em gái đang trốn trong một phòng học khác bởi vì vân từ là đối tượng của tiểu mập vì vậy mở video lên đối phương sẽ tự nhận thân phận của mình sau khi biết vân từ làm ma tiểu mập bắt đầu hành động cô quyết định hy sinh bản thân để dụ thiên sư ra và ngay lúc này một cảnh tượng kinh dị xảy ra khi em gái nói chuyện với vân viên trong điện thoại đột nhiên phía sau cô ấy nhìn thấy một bóng người đồng thời lúc đó người đàn ông đứng trước bức tường trốn thiên sư tuy nhiên khi anh ấy vừa rời đi thì những đứa trẻ trên bức tường lần lướt bước ra rất nhanh hiệp một kết thúc dưới sự giúp đỡ của tiểu mập vân từ đã thành người chiến thắng cuối cùng nhưng khi vừa chụp ảnh vân từ thì phía sau cô ấy xuất hiện một bóng ma nhưng mọi người vẫn không phát hiện ra trước khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu họ đến căn phòng của ông già sống để mượn chiếc ghế tựa và ông già vẫn khuyên họ nhanh chóng rời đi khi mấy người vừa ra khỏi phòng cơ thể ông già bắt đầu mất kiểm soát giống như bị ma ám mấy người không có cảnh giác tiếp tục chơi trò bắt ma thiên sư lần này do người đàn ông mang kính làm mà con ma bị tiểu mập bốc trúng cô ấy trốn trong phòng làm việc của hiệu trưởng trên đó còn treo bực hình các hiệu u trưởng tiền nhiệm nhưng họ vẫn không biết là lúc này vô số bóng ma đã tham gia trò chơi bắt ma mà chuyện kinh dị hơn cũng sẽ lần lượt tới đầu tiên là tiểu mập lúc này bên cạnh của cô đột nhiên xuất hiện một bóng đen tôi muốn làm người tôi vẫn không biết muốn quay lại làm người nhiều như nào tiểu mập bị kinh hãi đến mức chạy thoát ra khỏi cửa tiếp theo người đàn ông mang kính anh ấy trốn cùng với bạn học khi phòng học trống anh ấy phát hiện một quả bóng đã trên đất anh ấy thích chơi và trực tiếp dùng chân đá quả bóng ra ngoài tuy nhiên họ nằm mơ cũng sẽ không ngờ quả bóng mà mình vừa đá bay ra ngoài chính là cái đầu của hồn ma kèm theo với đôi mắt người đi bắt ngày càng nhiều vô số bóng ma cũng tham gia trong đó đừng bám gần quá như vậy mà không thoải mái đâu bên cạnh đó hiệu trưởng đang trồi chậm chậm lên bên cạnh em gái vân từ tiếp theo là những bóng ma cũng cùng nổi lên bên đó đợi khi vân từ kịp đến em gái đã biến mất không dấu vết rồi sau một hồi tìm kiếm cuối cùng ở dưới tầng hầm để xe phát hiện ra hình bóng của cô bé vân từ vội vàng lo lắng đuổi theo nhưng khi em gái quay người lại phần cuối của bộ phim vân từ và nhóm người của cô xuất hiện trên bức tường rất rõ ràng họ đã bị ma sắp xếp rồi